Ngày 10 tháng 1, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin về các ca ghép tạng đặc biệt thực hiện chỉ trong 24 giờ. Từ nguồn tạng hiến của hai bệnh nhân chết não, bệnh viện đã tiến hành 8 cuộc đại phẫu với 2 ca ghép gan, 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận, cứu sống được 8 bệnh nhân nặng. Cùng với nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, việc làm chủ chuyên môn cao, chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị, nhân lực và điều phối, thành công của những ca ghép tạng lần này cũng mang đến hy vọng về cuộc sống mới cho hàng nghìn người đang chờ ghép tạng. Thông tin về ca ghép tạng đặc biệt này sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Bị giãn cơ tim, bệnh nhi 8 tuổi này trải qua nhiều đợt điều trị, liên tục phải nhập viện vì khó thở, suy tim trầm trọng. Từ tháng 6 năm 2023, trẻ đã được chỉ định ghép tim. Các bác sĩ cho biết nếu không được ghép tạng, thời gian sống của trẻ chỉ tính bằng năm. May mắn được ghép tim từ người cho chết não, hiện sức khỏe của bé đã ổn định. Với một người hiến tim đủ tiêu chuẩn để ghép thì cái chức năng tim nó sẽ hồi phục theo thời gian. Và hiện tại chúng tôi đã ngừng ECMO, ngừng bóng nối xung, siêu âm tim, kiểm tra quả tim của người hiến ghép cho cái người nhận tạng này thì chức năng đã trở về với các cái thông số rất là tốt. Bởi vậy tất cả các cái hỗ trợ về thuốc cũng như là thiết bị cơ học là hoàn toàn chúng tôi đã ngừng được hoàn toàn. Theo cái diễn biến chung, những cái khó khăn chúng tôi phải đối diện và trong quá khứ chúng tôi đã từng làm những bệnh nhân như thế này rồi thì chúng tôi hy vọng và tiên lượng là những ngày gần tới thì bệnh nhân sẽ có những cái tiến triển tốt lên và hy vọng là chúng ta sẽ thành công và bệnh nhân sẽ ra viện được. Không chỉ có bệnh nhi trên, từ nguồn tạng hiến của hai bệnh nhân chết não, khoảng 100 y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiến hành 2 cuộc đại phẫu liên tiếp trong vòng 24 giờ, tiếp nhận 27 tạng và mô hiến. Đồng thời 6 bàn mổ cũng hoạt động liên tục để ghép tạng cho các bệnh nhân. Kết quả 2 bệnh nhân được ghép tim, 2 bệnh nhân được ghép gan và 4 bệnh nhân được ghép thận. Ngoài ra 2 giác mạc, 1 gan được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và 2 giác mạc được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để ghép cho người phù hợp. Những mô tạng khác đang được lưu giữ trong ngân hàng để ghép cho những bệnh nhân khác. Và chúng tôi rất là tự hào cũng như hãnh diện là có nhắc đến tên Việt Đức. Và đấy là cái trường hợp ghép đa phụ tạng đầu tiên của Việt Nam. Nối dài những cái truyền thống của bệnh viện về công tác ghép thì vừa rồi chúng tôi cũng thành công với 2 trường hợp ghép đa phụ tạng. Đồng thời một lúc vừa ghép tim, vừa ghép gan, vừa ghép thận trong số lượng lớn và một thời gian rất ngắn. Và đến bây giờ thì có thể coi là 2 trường hợp ghép đó là thành công. Đó là một cái minh chứng trong cái hướng đi đúng của bệnh viện trong suốt cả một cái chiều dài hàng chục năm vừa qua, cũng như là minh chứng cho một công tác tổ chức nó hết sức là chặt chẽ và vận hành nó trơn tru. Và cái mong muốn của chúng tôi là cái mô hình của Việt Đức, cái cách làm của Việt Đức sẽ được truyền đến nhiều cái nơi khác nữa ở trong cả nước này mà cũng đang triển khai cái công tác ghép tạng, đặc biệt là ghép tạng lấy ở người hiến chết não. Và thông qua cái việc đó thì nhiều bệnh nhân ở những cái giai đoạn cuối được cứu sống. Đây là lần thứ 2 Bệnh viện Việt Đức tiến hành liên tiếp số lượng lớn ca ghép tạng trong bối cảnh cùng lúc có nhiều nguồn tạng hiến từ người chết não. Trước đó vào tháng 9 năm 2020, Việt Đức lập kỷ lục ghép tạng khi ghép thành công 23 tạng gồm 3 tim, 4 gan, 16 thận trong 2 tuần. Tính từ năm 2010 đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện được 59 ca ghép tim, 88 ca ghép gan, 185 ca ghép thận và nhiều ca ghép mô khác. Ghép mô tạng là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo do tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được. Chúng tôi đã đi triển giao cái kỹ thuật ghép cho rất nhiều các bệnh viện tuyến tỉnh và bây giờ các đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến tỉnh họ cũng đang làm rất là tốt. Và chúng tôi kết nối online, có những trường hợp hội chẩn qua telemedicine, chúng tôi có những trường hợp cần thì tăng cường kíp xuống cùng với người ta thông qua việc hoạt động chung thì cũng nâng cao cái năng lực của tuyến cơ sở. Thế và cái đích chung của tất cả những người làm nghề y là càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống càng tốt. Và khi mà có 2 ca ghép này thành công thì ekip mừng lắm. Hiện tại bây giờ đang càng ngày càng nhiều người đăng ký hiến tạng này, từ khi có họ cho. Đây là một quá trình mà vất vả để thay đổi cái nhận thức. Và dần dần tôi tin rằng khi mà cả xã hội người ta nhận thức ra thì số
người mà hiến nó sẽ nhiều lên, và cái đích cuối cùng cũng vẫn là càng nhiều bệnh nhân được cứu càng tốt. Theo thống kê, hơn 30 năm qua, Việt Nam đã ghép tạng hơn 8.000 ca, trong đó trường hợp người chết não hiến tạng chỉ chiếm 10%. Bệnh viện Việt Đức là đơn vị đứng đầu cả nước về số lượng lấy ghép mô tạng từ người cho chết não. Đến nay, 154 ca chết não hiến tạng tại Việt Nam thì Việt Đức chiếm 70%. Lãnh đạo bệnh viện này cũng cho biết sắp tới Việt Đức sẽ tiến hành các ca ghép phổi, khí quản, van tim. Đây đều là các kỹ thuật lần đầu được thực hiện ở Việt Nam.